Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Thì chúng ta đã trải qua hai cái phần đầu tiên của cái set bikini này rồi. Và đây là phần cuối cùng, phần thứ ba các bạn. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc nón vành bèo tiểu thư như thế này nha các bạn. Bé đội lên á, cái mặt bé tròn rất là thấy cưng luôn. Và mình có hướng dẫn các bạn trang trí là hoa nơ, hoặc là các bạn có thể là móc tên của bé, hoặc là các bạn có thể là trang trí tương tự mình, đó là chữ Y, trái tim và chữ Mom nha các bạn. I love Mom á, con yêu mẹ, sẽ gắn kết tình yêu thương của gia đình của chúng ta hơn, đúng không các bạn? Rồi bây giờ là chúng ta cùng bắt đầu móc nón này nha các bạn. Rất là đơn giản, dễ dàng thôi. Các bạn yêu thích cái video này, các bạn nhớ nhấn like và comment cho mình biết với nha. Các bạn ủng hộ mình một lượt đăng ký nha các bạn, để mình có động lực để mình ra rất là nhiều video sau này nữa, để cho các bạn tham khảo và các bạn móc nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nón nha. Đây là phần 3 của set bikini đi biển cho bé với cái tông màu dưa hấu nha các bạn. Thì ở cái phần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc nón. Các bạn cũng chuẩn bị cho mình màu đỏ nè, màu trắng và màu xanh. Thì màu đỏ thì chúng ta sẽ làm thân nón, màu trắng chúng ta sẽ làm viền nón, và màu xanh thì chúng ta sẽ làm bèo nón nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái kim móc 3.0 để mà chúng ta móc nón luôn nha các bạn. Bây giờ các bạn lấy len đỏ cho mình. Trước khi vào móc nón á, thì mình sẽ gửi các bạn cái bảng số đo móc nón như thế này. Cái vòng đầu và từ đỉnh đầu xuống tay nè là những cái số cm nha các bạn. Ở đây á, mình có liệt kê cho các bạn từ 0 tháng tuổi cho tới size người lớn luôn nè. Ở đây thì các bạn hôm nay mình sẽ móc một cái nón bèo ra, thì mình sẽ tính luôn cái phần bèo nha, tại vì mình sẽ móc là miêu cô tông nha các bạn. Còn nếu các bạn móc cái len mà len sợi á, mà nó không co giãn nhiều thì các bạn không cần trừ hao nha, các bạn sẽ làm đúng với cái bảng số đo này. Rồi bây giờ các bạn mình sẽ móc cái size là từ 12 tháng trở lên chút xíu để cho bé đội lâu hơn, thì mình sẽ móc là tầm 46 nha các bạn, 46-47 á, tại vì cái len này nó sẽ co giãn nè. Cái vòng đầu sẽ là 46 đi, vòng đầu sẽ là 46, mình sẽ móc khoảng 46-47 á. Rồi từ cái đỉnh đầu xuống cái tay á, là khoảng 17-18, thì ở đây phần bèo ra thì có thể là 18cm nha các bạn. Còn cách tính chung vi á, thì mình cũng tính nè, 46 à, sẽ lấy cái số đo vòng đầu chia cho 3.14, nó sẽ được cái chu vi cái vòng tròn này nè 14.6. thì mình dùng cái len co giãn nhiều, mình sẽ trừ hao ra 1-2 cm chỗ 14.6 này, thì mình sẽ móc tầm là khoảng 12-13 thôi là cũng được rồi nha các bạn. Nếu mà các bạn dùng cái len co giãn á, là cái vòng tròn này nè, mình móc ra tới cái điểm mà khoảng 12-13 thôi là đủ rồi. Tại vì khi mà móc xuống tới cái phần thanh nón, xuống hết cái phần thân nón với phần bèo á, thì nó sẽ lớn ra thêm nữa, cho nên là mình sẽ không có móc mà đúng 14.6 này. Nếu mà móc đúng 14.6 này là nó ra tới 2-3 tuổi luôn á. Rồi bây giờ các bạn có thể chụp lại màn hình cái bảng này, hoặc là các bạn có thể tìm clip để mình giải thích cái bảng số đo móc nón này chi tiết cho các bạn. Mình có để link ở cái phía dưới mô tả, các bạn có thể click vào link đó các bạn học thêm về cái thông số này nha, cách tính và cách móc như thế nào nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy len màu đỏ và chúng ta tạo cái vòng tròn ma thuật. Hoặc là các bạn sẽ móc 12 móc kép vào trong vòng tròn ma thuật này, hoặc là các bạn sẽ chia ra 12 móc kép đó thành 2 lần móc đơn. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Cái hàng không á các bạn, cái hàng này là mình sẽ tính cái hàng không. Hàng này mình sẽ móc là 6 mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 6. Các bạn có thể móc cái hàng đầu tiên là 12 mũi móc kép nha các bạn. Bây giờ mình lên hàng thứ nhất của cái hàng không này nè,
mình sẽ móc là 6 mũi móc, 6 chân móc là 12 mũi móc đơn. Tức là mỗi chân móc là mình sẽ móc 2 mũi móc đơn nữa nha các bạn. Móc lên một móc xích cho mình. Rồi cái chân đầu tiên khi mà mình móc lên một móc xích á, các bạn móc cho mình là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Mình sẽ mượn hai cái hàng móc đơn thành một hàng mũi móc kép nha các bạn. Đây, cái chân kế tiếp á cũng sẽ là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Làm lần lượt cho đến hết 6 chân móc thì chúng ta sẽ được là 12 mũi móc đơn cho cái hàng thứ nhất. Tương đương với các bạn móc 12 mũi móc kép ở hàng thứ nhất. Đây, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Rồi bây giờ mình sẽ trượt mũi. Cái này là chỗ mũi dời của mình nha các bạn. Mình sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên nè các bạn. Trượt mũi vào đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ rút cái cọng dây này lại nè. Đó, rút cọng dây này lại thì sẽ được cái phần chớp nón của chúng ta như thế này. Nó sẽ khít hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Ở cái hàng thứ hai á các bạn, mình sẽ tính hai cái hàng này là thành một hàng nè. Mình tại vì mình mượn cái hàng móc đơn giống như hàng móc kép thì các bạn để ý nè, nếu mà các bạn móc 12 mũi móc kép thì nó cũng sẽ ra cái kích thước như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên hàng thứ hai, các bạn móc lên 2 móc xích rồi các bạn quấn len. Các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á, các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân nha. 2 móc kép cùng một chân. Rồi, bây giờ cái chân tiếp theo á, các bạn cũng sẽ móc là 2 móc kép cùng một chân. Móc tương tự như vậy cho đến cuối hàng nha các bạn. Cứ 2 kép cùng một chân. Các bạn móc đã móc cái mũi móc kép á, đầu hàng đầu tiên á, thì lên cái hàng này á thì các bạn cũng sẽ móc là 2 kép cùng một chân nha. Chúng ta sẽ tăng ở cái hàng thứ hai lên thành 12 mũi. 12 cộng với 12 sẽ là 24 mũi. Các bạn móc cho mình đến cuối hàng. Mình đã móc đến cuối hàng và đạt được 24 mũi móc kép. Bây giờ chúng ta sẽ kết hàng nha các bạn. Đây, hai cái chân móc xích mà mình gây nên. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á. Các bạn sẽ móc một mũi dời. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lên cái hàng thứ ba nha. Các bạn lên 2 móc xích. Các bạn đâm kim móc vào cái chân đầu tiên á, các bạn móc lên cho mình một mũi móc kép. Sau đó cái chân thứ hai á các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Rồi, bây giờ cơ chế tăng size của chúng ta sẽ là tăng 12 mũi móc kép ở cái hàng thứ ba này nữa. Tổng cộng của chúng ta là 24 cộng cái hàng thứ 3, 12 nữa sẽ ra là 36. Vì vậy là mình sẽ xen kẽ, mình sẽ tăng mũi xen kẽ nha các bạn. Ở đây là 1 nè, ở đây là 2. Vì thế là cái hai cái bên đây nè, hai cái chân móc bên đây. Đây, hai cái chân móc bên đây. Nó có phải là hai cái chân móc kép cùng một chân ở phía dưới. Thì mình sẽ tăng hai cái chân móc này nè thành 3 chân ở cái hàng thứ 3. Vì vậy là mình sẽ móc cái chân đầu tiên, nó sẽ là một mũi móc kép. Chân thứ hai này nè sẽ là 2 mũi móc kép cùng một chân. Đó. Rồi các bạn sẽ tăng tới cái cụm 2 này. Hai móc kép này sẽ lên hàng thứ ba sẽ tăng thêm một mũi nữa là 3. Vì vậy thì chúng ta sẽ tăng 1 2. Rồi các bạn móc lần lượt như vậy cho tới cuối hàng luôn. Cứ là 1212 đến cuối hàng nha các bạn. Còn cái cụm cuối cùng ở đây, hai chân móc thì chúng ta cũng sẽ móc là 1 2 móc kép sẽ được là 3. Như vậy nó sẽ dễ hiểu hơn đúng không các bạn? Các bạn đâm kim nè, 1 2 móc xích mà chúng ta gây nên, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Chúng ta sẽ móc một mũi dời. Chúng ta đã kết được cái hàng thứ ba. Bây giờ các bạn sẽ lên cái hàng thứ tư nha. 1, 2. Các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á,
các bạn sẽ móc một mũi móc kép, đâm kim vào cái trong móc thứ hai á, móc một mũi móc kép, trong móc thứ ba là một mũi móc kép, hai mũi móc kép cùng một chân, mình nhầm rồi. Bây giờ cái cơ chế tăng size của nó sẽ là đây các bạn. Các bạn để ý cái hàng thứ ba của mình nè, cái cụm 1, 2 tức là 3 mũi móc kép đúng không các bạn, thì lên cái hàng thứ tư nó sẽ tăng thêm một mũi nữa, thì cái cơ chế tăng của nó sẽ là 1, 1, 2, tức là các bạn sẽ đếm là 1, 2, 3, 4 như vậy á, cái mình nhớ trong đầu nha. Rồi cái cụm tiếp theo, cái cụm tiếp theo là 1, 2 ở dưới nè các bạn, mình sẽ móc nó thành 1, 1, 2 đó, mình sẽ móc nó thành 1, 1, 2. Rồi tới cái cụm này mình sẽ móc là 1, 1, 2 tiếp tục. Rồi các bạn sẽ làm tương tự như vậy, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 đến cuối hàng. Cuối hàng còn cái cụm 3 chân móc này, đây 3 chân móc này nè các bạn, thì cũng sẽ là 1, 1, 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc đến cuối hàng nha. Bây giờ chúng ta đã kết thúc được cái hàng thứ tư, chúng ta sẽ 1, 2 móc xích nè, chừa ra, chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc một mũi dời. Bây giờ chúng ta sẽ lên cái hàng tiếp theo, hàng thứ năm, các bạn cũng móc lên cho mình 2 móc xích, 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn cũng quấn len, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á, các bạn kéo len qua, các bạn tạo cho mình một mũi móc đơn nha, một mũi móc kép đơn. Vào cái chân thứ hai chúng ta cũng sẽ móc một mũi móc kép đơn, chân thứ ba một kép. Rồi bây giờ tới cái chân thứ tư nè các bạn, sẽ móc 2 kép cùng một chân. Thì ở đây cái cơ chế tăng size của nó cũng sẽ tương tự như ở dưới. Cái cụm này, cái cụm hồi nãy là mình tăng là 1, 1, 2 là tăng là mình sẽ được là 4 phải không các bạn. Lên cái hàng thứ 5 thì nó sẽ là 5 mũi móc kép, 1, 2, 3, 4, 5, đây 5 mũi. Thì cái cơ chế của nó là 1, 1, 1, 2. Thì ở bên cái cụm này, đây cái cụm này, thì cũng 4 cái chân móc ở dưới chúng ta cũng sẽ móc 1, 1, 1, 2, 4 cái mũi móc kép ở dưới. Lên cái hàng tiếp theo nó đã là 5 mũi móc kép, tức là sẽ tăng đều là bên đây 1 mũi, bên đây 1 mũi, bên đây 1 mũi, tăng đều cho tới hết hàng. Thì mỗi cái hàng thì nó sẽ tăng 12 mũi đó các bạn, cho nên là nó sẽ tăng đều ra để cái này nè, nó càng ngày nó càng rộng ra để đạt được cái số chu vi mà chúng ta sẽ cần móc tới. Và chúng ta sẽ xuống cái phần thân, chúng ta sẽ không có cần tăng mũi nữa. Bây giờ các bạn móc cho mình cái cụm tiếp theo, 1, 1, 1 và 2. Rồi các bạn khi mà kết thúc hàng, các bạn nhớ kiểm tra lại coi mình có móc sai cái điểm nào không. Nếu mà mình thiếu mũi á, thì cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ méo này kia các bạn, nó sẽ phát hiện ra liền à. Cho nên là các bạn cũng để ý đếm kỹ lại nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc tương tự như thế này cho tới cuối hàng. Cuối hàng còn một cái cụm 4 cái chân móc nè, thì cũng là 1, 1, 1, 2 như vậy nha các bạn. Móc đến cuối hàng thì chúng ta cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên, chúng ta kéo len qua. Bây giờ chúng ta sẽ lên thêm một hàng nữa nha các bạn. Nếu mà các bạn móc cho bé cho bé với cái vòng đầu là cỡ 42 trở lại thì các bạn sẽ dừng ở cái chỗ điểm này nha. Và chúng ta sẽ móc những cái hàng sau là những cái hàng không tăng mũi nha các bạn. Còn các bạn móc qua cái size lớn hơn thì các bạn thêm 1, 2 hàng nữa nha. Các bạn cũng sẽ lên 2 móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc 1 mũi móc kép, chân thứ 2 1 mũi móc kép, chân thứ 3 1 mũi móc kép, chân thứ 4 1 mũi móc kép,
chân thứ 5, 2 mũi móc kép. Rồi, ở đây nè các bạn để ý cho mình hai cái chân móc ở dưới này, đây hai cái chân móc cùng một chân, lên đây là hai chân móc cùng một chân và một mũi móc kép bên cạnh. Tiếp theo cái hai cái chân móc kép này cùng một chân là có hai chân móc kép bên cạnh. Tiếp đến nè, nó thẳng hàng với nhau nè các bạn, hai chân móc kép cùng một chân là lúc nào nó cũng thẳng hàng với nhau hết nè. Mỗi bên nó thêm nè 1, 2, 3, 4 kép nè, đúng không? Ở đây là tới cái hàng này là 4 kép rồi nè, 4 kép, sau đó là tới 2 kép cùng một chân. Rồi bây giờ các bạn cũng sẽ làm tiếp cái cụm này. Cái cụm này là gồm 5 chân móc nè. 1 2 3 4 5 nè, 1 2 3 4 5. Thì ở đây các bạn cũng sẽ móc là 4 móc kép. Mỗi kép là mỗi chân móc 1 nè. 2 3 4. Rồi cái tới hai cái chân này nè, mình giống thẳng lên đây là sẽ là hai mũi móc kép cùng một chân. Đó. Và các bạn làm tương tự cái cụm này là 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 lần, 4 lần 1 và 1 lần 2. Thì ở bên đây còn lại 5 chân móc nè, cũng là 1 1 1 1 2. Như vậy là xong nha các bạn. Chúng ta sẽ móc đến cuối hàng thứ 6 này. Bây giờ đã cuối hàng thứ 6 rồi nè các bạn. Chúng ta cũng sẽ đếm là 1 2 móc xích chúng ta gây nên chúng ta giữ lại và đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, chúng ta sẽ móc một mũi dời. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình những cái hàng móc kép mà sẽ không có tăng mũi nha các bạn. Những cái hàng móc kép không tăng mũi để chúng ta đến cái phần lỗ tai của bé. Chúng ta sẽ móc lên 2 móc xích. Chân móc đầu tiên chúng ta cũng sẽ móc 1 mũi móc kép. Chân thứ 2 1 mũi móc kép. Chân thứ 3 1 mũi móc kép. Chân thứ 4 cũng vậy. Và làm như vậy cho tới cuối hàng luôn. Thì cái phần nón này nè, nó sẽ không to ra nữa mà nó sẽ đi một cái đường thẳng xuống với cái phần lỗ tai. Thì ở đây á các bạn, cái từ cái chớp á, cái từ cái đỉnh nè, cái đỉnh đầu nè xuống tới cái lỗ tai á là khoảng 17-18 nha. Thì mình chừa cái phần vành bèo ra đi. Ví dụ như cái vành bèo của chúng ta là sẽ 3 hàng móc kép đi nha các bạn. Mình sẽ trừ hao 3 hàng móc kép đó ra. Giờ mình đo thử 3 hàng móc kép thì khoảng bao nhiêu cm? Khoảng 3 cm nè. Thì mình sẽ móc tới cái phần lỗ tai á là khoảng, ví dụ như các bạn móc 18 đi. Nếu các bạn móc 18 cái chiều dài từ cái chớp xuống cái tới lỗ tai là 18. Cái thông số này nè, mình sẽ trừ ra 3-4 cm để mà mình sẽ móc cái phần vành bèo á các bạn. Nha. Mình sẽ tính luôn cái phần vành bèo vô trong đây nha các bạn. Mình sẽ móc tới khoảng là 14-15 là mình sẽ ngưng. Nè, 14-15 thì các bạn nè, cứ xoay cái sản phẩm này lại như thế này nè. Rồi các bạn đo. Ví dụ như các bạn móc tới 14 đi. Đây, là các bạn sẽ móc tới đây nè. Những cái hàng không tăng mũi, hàng móc kép không tăng mũi tới cái 14. Và chúng ta sẽ lên cái phần thân, lên cái phần vành bèo cho nó. Cái phần vành á. Rồi các bạn móc tới 14 cho mình đi. Tại vì có một hàng màu trắng mũi móc đơn nữa, cho nên là các bạn móc khoảng 14cm nha. Từ cái chớp á nghe các bạn, nhớ ốp lại nha, chứ không phải là từ đây xuống 14, nó dài lắm thảo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng móc nha các bạn. Móc cái hàng này đến cuối hàng đi. Rồi mình sẽ hướng dẫn tiếp nữa nha. Bây giờ thì mình đã móc cái hàng móc kép không có tăng mũi nào hết. Mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép cho tới cuối hàng rồi. Thì bây giờ mình sẽ kết hàng nha các bạn. Sẽ lên những cái hàng tiếp theo, các bạn cũng sẽ lên 2 móc xích nè. Các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, các bạn sẽ móc một mũi kép. Và những cái chân móc còn lại chúng ta sẽ móc là những mũi kép vào từng chân móc cho tới cuối hàng.
rồi sẽ làm tới nhiều cái hàng móc nữa, cho tới khoảng 14cm ở cái size 1 tuổi này nha các bạn. Hồi nãy á, mình đã móc 6 hàng tăng mũi rồi, và mình móc thêm được khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 hàng không tăng mũi nữa nè các bạn. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ kết hàng đi nha các bạn. Chúng ta đã đạt được là khoảng gần 14 rồi đó. Nếu mà các bạn móc cái mũi kép này nó dài hơn một xíu thì là 14, 14 mấy nha các bạn. Các bạn móc lên một móc xích và các bạn sẽ cắt len này đi. Rồi bây giờ chúng ta đã được một cái form nón như thế này. Các bạn lấy len màu trắng cho mình nha. Mình sẽ viền một hàng lại là cái mũi móc đơn nha các bạn. Sau đó là chúng ta sẽ tạo cái phần bèo ra. Các bạn đâm kim vào cái chân cái kế bên nè. Cái chân móc kế bên á, các bạn kéo len qua nha. Bây giờ để cái phần len đỏ này qua bên đây luôn. Rồi các bạn móc lên cho mình một móc xích. Các bạn đâm kim vào cái chân móc. Cái chân móc đầu tiên á, cái chân móc này nè, kéo lên qua, các bạn móc một mũi móc đơn, sau đó là các bạn rút nó lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn nha các bạn. Đến cuối hàng luôn. Mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn, các bạn kẹp lại cái phần len thừa này vào trong cái mũi móc này luôn. Rồi, bây giờ các bạn móc cho mình đến cuối hàng luôn nha. Chúng ta móc đến cuối hàng thì chúng ta cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này và kết thúc bằng một mũi dời. Các bạn sẽ kéo lên và cắt len nha các bạn. Móc lên một móc xích. Kéo cái len lên và cắt len. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần bèo ra cho nó dễ cưng nha các bạn. Mình sẽ làm thêm 3 hàng bèo nữa. Nếu mà các bạn muốn nó to vành hơn nữa, cái vành bèo nó to hơn nữa thì các bạn có thể là làm 4 hàng nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim, tạo cho mình một nút trước đi các bạn. Rồi. Các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này cho mình nha. Các bạn kéo len qua. Móc lên cho mình 3 móc xích nha các bạn. 1, 2, 3. Bây giờ các bạn sẽ tạo một cái mũi kép cho mình ở cái chân kế bên á, tạo vào trong cái nhánh trong á nha các bạn. Nó có hai nhánh đúng không? Đây, nhánh trong nè, nhánh ngoài. Mỗi chân móc của chúng ta nó sẽ có hai nhánh. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào cái nhánh ngoài nha. Móc vào cái nhánh trong á, nhánh trong bên người mình á. Móc vào đây nè. Các bạn kéo ra nó dài dài chút xíu. Đây, một mũi móc kép. Xong các bạn lại móc tiếp một mũi móc kép nữa vào chung cái chân móc đó nữa. Rồi, bây giờ chúng ta đã được hai chân móc kép, hai mũi móc kép cùng một chân vào cái nhánh trong bên người mình. Các bạn lại tiếp tục đâm kim vào cái nhánh bên trong ở cái chân kế tiếp á, các bạn móc là hai mũi móc kép cùng một chân tiếp tục nha các bạn. Đây, rồi cái chân tiếp theo thì các bạn cũng đâm và kim vào cái nhánh bên trong á, các bạn sẽ móc hai mũi móc kép cùng một chân. Đây, để mà cho nó le ra các bạn, le ra rồi nó bồng bềnh nha. Rồi, bây giờ các bạn lại đâm kim vào cái chân móc tiếp theo nữa. Các bạn lại móc hai cái mũi móc kép cùng một chân và mình móc vào trong nhánh trong. Các bạn móc ở nhánh, ở cả nguyên cái chân móc cũng được nữa, không sao hết á. Nhưng mà cái độ le ra nó sẽ thấp hơn là cái kiểu này nha các bạn. Nè, cái độ le của nó ra là nó sẽ giống như thế này nè. Là cái này nó le ra nhiều hơn là cái này nữa.
Rồi bây giờ các bạn lại đâm kim vào nhánh trong của chân móc và các bạn móc hai mũi kép đơn. Các bạn làm tương tự cho mình đến cuối hàng luôn nha. Khi móc đến cuối hàng thì chúng ta cũng sẽ trượt mũi và kết hàng nha các bạn. Chúng ta sẽ lên thêm 2 hoặc 3 hàng móc mũi kép nữa và chúng ta sẽ móc là mỗi chân móc là một mũi móc kép á, chứ không có cần là hai mũi móc kép cùng một chân nha các bạn. Các bạn lên cho mình hai móc xích nè. Các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này và các bạn sẽ móc một mũi móc kép. Chân thứ hai các bạn cũng sẽ móc một mũi móc kép. Và chân thứ ba cũng sẽ tương tự chân thứ nhất và chân thứ hai. Và các bạn làm như vậy cho tới cuối hàng luôn. Và các bạn lên thêm cho mình vài hàng móc nữa. Đến cái vành mà các bạn ưng ý thì các bạn sẽ ngưng nha. Đối với bé 1 tuổi này thì các bạn có thể là làm 3-4 hàng màu xanh này là được rồi nha các bạn. Mình đã móc xong vành nón rồi nè các bạn. Và mình móc là 3 hàng móc ở vành nón màu xanh nha. Rồi ở đây nó đã ra được cái form như thế này nè. Nó bèo ra như vậy ha các bạn. Ở bên trong nè. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn thử nha. Tại vì á, cái nón này nè, mình sử dụng cho cái em bé mà có vòng đầu là 46 à. Nó 12 tháng nhưng mà nó hơi nhỏ ha các bạn. Cho nên là đây. Đây cái vòng đầu sẽ là 43.5 á các bạn. Nè, mình kéo khít nè. Mình kéo nó lỏng lỏng ra chút xíu là nó được tầm là 44 á các bạn. Đây nè. Tầm là 44 ha. Và cái độ giãn của len á là tầm 2 cm nữa. 2 đến 2 chấm mấy á, tại vì cái len mi cô tông này nè nó co giãn rất là nhiều luôn. Có khi là co giãn tới là 3 cm lận hai bên mà. Cho nên là cộng với cái số này nè, 44 á, là nó sẽ ra được 46-47 cm vòng đầu thì mình đã vừa rồi. Còn nếu mà em bé nhà các bạn mà sổ sữa á, cái vòng đầu là khoảng 48-50 á, thì các bạn thay vì các bạn là móc 6 hàng tăng mũi đúng không, thì các bạn móc thêm một hàng tăng mũi nữa cho mình là cái hàng thứ 7 á, và các bạn tăng khoảng 6 mũi nữa thôi nha các bạn. Ví dụ như cái này là 12 đúng không, tăng 12 mũi ở tới cái hàng thứ 6 luôn, thì cái hàng thứ 7 á các bạn là tăng khoảng 4-6 mũi thôi nha các bạn. 4-6 mũi thì các bạn chia làm sao cho nó đều ra. Ví dụ như cái điểm đầu này các bạn sẽ tăng một mũi nè, cái điểm này các bạn tăng mũi, điểm này tăng mũi, điểm này tăng mũi là 4 mũi. Còn nếu mà 6 mũi thì điểm này, điểm này, điểm này, điểm này, điểm này, điểm này, các bạn chia ra các bạn tăng mũi đều, chia ra làm sao mà cho đạt 6 mũi là được nha các bạn. Chứ nếu mà mình tăng 12 mũi á, là nó sẽ ra cái vòng đầu là 50 mấy lần á, 54, 56 lần á. Cho nên là các bạn lưu ý cái này nha. Khi mà các bạn muốn tăng nhiều hơn cái 46 này thì các bạn tăng thêm 4-6 mũi nữa thôi nha các bạn. Lên hàng thứ 7 á, tăng đến 4-6 mũi nữa. Và xong cái hàng thứ 8 trở đi thì các bạn sẽ móc giống như cái hàng thứ 7 là bao nhiêu chân móc là bấy nhiêu mũi nha các bạn. Rồi các bạn cũng sẽ xuống cái phần này. Thì cái size lớn hơn á, nếu mà lớn hơn bạn có thể là thêm một hàng móc màu xanh này nữa. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái chiếc nón đi biển như thế này nè. Nón này đi biển cũng được không sao đâu nghe các bạn, tại vì nó mình đội mà nó cho nó có duyên á cho nó xinh một chút rồi cái mình đi du lịch xong mình về rồi mình đâu có đội hoài đâu mà mình nghĩ là nó nực hay là nó nóng gì, không sao hết á, đi biển là nó mát rồi. Đây các bạn có thể là chúng ta trang trí nha. Có thể là các bạn móc một cái mẫu hoa 2 tầng như thế này, hoặc là mẫu 3 tầng gì đó. Nếu mà các bạn thích cái mẫu hoa nào thì các bạn sẽ móc nha. Mình có để link hướng dẫn ở cái phần mô tả. Móc những cái cánh hoa như thế này, cánh hoa 1 tầng cũng có, cánh hoa 2 tầng cũng có nữa. Và các bạn sẽ chừa một cái đoạn len dài, cái mình sẽ kết vào đây luôn, kết bằng len luôn nha các bạn. Còn các bạn thích nơ á, các bạn có thể là trang trí nơ vào đây, trang trí cái nơ màu nào đó mà các bạn yêu thích á, màu trắng cũng được nha. Đây ví dụ như màu trắng này nè, đây màu trắng này thì các bạn trang trí vào đây, hoặc là những cái nơ mà hai lớp như thế này nè các bạn, xong rồi các bạn để lên trên này nè, kết vào trên này nè đó, thêm cái phần dễ thương cho bé lên nha. Cái này á, những cái mẫu nơ này nè mình có hướng dẫn hết trơn à.
những cái này nè, mình đã hướng dẫn hết trơn trong cái video á, thì các bạn tìm cái video của những cái mẫu nơ, mẫu hoa này mà các bạn móc nha. Còn không á, các bạn nhấp vào cái link mô tả thì mình sẽ để những cái link này cụ thể hết, rồi các bạn thích cái mẫu nào thì các bạn nhấp vào cái link đó và các bạn xem hướng dẫn để các bạn làm nha. Còn hôm nay á, mình sẽ nghĩ là mình sẽ trang trí tên vào đây nha các bạn. Mình sẽ ghi là cái chữ là I love mom hoặc là I love dad nha. Mình sẽ làm như vậy để cho bé lưu giữ kỷ niệm với cha và mẹ luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm khác một chút xíu, mình sẽ đề chữ là I love mom nha. Sau khi mà mình móc xong á, mình sẽ cũng sẽ quay cái video cái chữ đó để cho các bạn tham khảo luôn. Nếu mà các bạn thích chữ thì các bạn sẽ làm chữ cho mình nha. Thích tên bé thì mình sẽ móc cái tên của bé mà mình kết vô bằng len luôn nha các bạn. Và mình cũng sẽ giấu cái phần len thừa này đi nè. Bây giờ chúng ta sẽ dành ra thời gian để chúng ta trang trí cái phần nón này. Mỗi người có một cái sở thích riêng cho nên là chúng ta sẽ gặp nhau khi mà chúng ta hoàn thành xong cái nón nha các bạn. Mình đã trang trí xong rồi nè các bạn, và mình cũng đã giấu cái len thừa đi. Các bạn để ý cái vành bèo nè, rất là dễ cưng luôn đúng không các bạn. Những cái chữ cái này á, thì mình sẽ làm cái video clip riêng cho các bạn nha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc chữ Y, chữ M, chữ O, chữ D, chữ A, để chúng ta có thể là móc I love mom cũng như là I love dad nha các bạn. Chúng ta sẽ lưu giữ cái khoảnh khắc bên bé yêu của mình trong cái chuyến du lịch hè này. Và cái mẫu này không riêng gì cái chuyến du lịch hè, các bạn có thể là mùa thu và mùa đông thì các bạn cũng hợp với cái mẫu này luôn nha. Tại vì cái mẫu này rất là tiểu thư bánh bèo mà, cho nên là mùa nào mình thấy là cũng đội nó được hết trơn á. Vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả là ba sản phẩm trong cái set bikini dưa hấu này rồi đúng không các bạn? Áo dưa hấu, rồi cái quần bikini và cái nón dưa hấu này. Cái nón này á thì mình không có làm mũi họa tiết á các bạn. Vì ý định ban đầu của mình á là sẽ móc cái chữ I love mom này nè. Cho nên là mình móc cái mũi kép. Còn nếu mà các bạn thích không có trang trí cái chữ á, thì chúng ta có thể là móc các mũi họa tiết để cho nó có cái lỗ thông thoáng cũng được nữa, không sao hết nha các bạn. Thì các bạn có thể là tham khảo cái mũi họa tiết giống như là cái quần mà chúng ta đã móc qua, cái quần bikini á, một kép, một xích, một kép á, là mình làm trên cái nón này cũng được nữa nè, cũng dễ thương nữa đó. Bây giờ là mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Chúc các bạn thành công với cái set bikini dưa hấu này nha. Các bạn móc thành công á, các bạn nhớ gửi qua Facebook hoặc là Zalo của mình á, để chúng ta cùng tham khảo nha các bạn. Khi mà tin nhắn của các bạn gửi về cũng như cái phần bình luận của các bạn mà các bạn móc được á, là mình rất vui và hạnh phúc. Cho nên là mình chúc các bạn thành công. Nhớ like cái video này và đăng ký kênh, bật chuông thông báo nha các bạn. Từ đây sắp tới là ra rất là nhiều video về cái sản phẩm cho baby á, những cái set bikini mới nữa nè. Cho nên là các bạn nhớ follow và bật thông báo kênh của mình nha. Rồi bây giờ là xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những cái video kế tiếp nha các bạn. Bye bye.